Xin chào các bạn. Chào các bác. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bác một cái sản phẩm yến xào. Thì trong một video trước thì tôi đã nói về các cái giới thiệu về các cái sản phẩm yến xào của chúng tôi. Thì trong video này tôi xin nói thêm về cái tác dụng của cái yến xào. Hiện nay thì cơ sở chúng tôi đang có các loại yến như là yến nguyên lông. Đây là yến 100% nguyên bản này, yến vụn tinh chế này, yến xào tinh chế. Hôm nay thì tôi xin nói về cái tác dụng của cái tổ yến. Tổ yến thì có cái tác dụng rất tốt cho phổi, tác dụng rất tốt về bồi bổ sức khỏe, tác dụng về cải thiện giấc ngủ. Đây là ba tác dụng chính của tổ yến, nhưng nếu đi sâu vào phân tích thì tổ yến có tác dụng rất lớn trong cái sức khỏe đối với con người. Về tác dụng bổ phổi của tổ yến thì tổ yến có tác dụng bổ phổi vào kinh phế, thì có tác dụng chữa ho rất tốt đối với những trẻ em mà hay bị ho, sổ mũi. Các bạn nên dùng tổ yến cho trẻ em ăn. Sau khi ăn tổ yến thì trẻ em sẽ giảm ho. Ngoài ra thì tổ yến có tác dụng cải thiện giấc ngủ rất tốt. Chính vì vậy nên ăn yến giúp trẻ em hoặc người lớn có một giấc ngủ ngon. Hơn nữa, tổ yến lại có tác dụng bồi bổ cơ thể. Vì vậy cho nên những người mà gầy yếu, phụ nữ khi mang thai, sau khi sinh và sinh xong rồi thì cũng nên dùng những cái tổ yến này để bồi bổ sức khỏe. Vì tổ yến có các lợi ích như sau. Một, tổ yến giúp ngủ ngon. Hai là cải thiện được cái hệ hô hấp. Và ba là giúp hấp thu thức ăn hoặc là giúp ăn ngon hơn. Tổ yến có cái tác dụng bồi bổ sức khỏe cơ thể, cho nên nó có tác dụng là giúp ngủ ngon, ăn ngon. Chính vì vậy nên là cải thiện được cái sức khỏe cho người sử dụng, đặc biệt rất tốt đối với trẻ em, phụ nữ và người cơ thể suy nhược. Cũng xin nói thêm với các bạn là cái tổ yến ấy còn có một tác dụng nữa mà ít người nhắc tới, đó là những người bà mẹ mà mang bầu, mang thai và cái thai nhi mà không đủ cân ấy, các bạn nên dùng cái tổ yến này ăn. Cũng không cần ăn nhiều lắm, các bạn chỉ cần ăn từ 200g đến 300g. Như vậy là đã đảm bảo được cái sự tăng cân cho cái thai nhi. Các bạn muốn mua cái tổ yến thì các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932 340 345. Chúng tôi có thể bán một những cái miếng nhỏ như thế này cho các bạn để các bạn có sử dụng thử. Và cái địa chỉ thì các bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0932 340 345 để biết được cái địa chỉ của chúng tôi và mua cái tổ yến tại gia đình chúng tôi bán. Thì tổ yến của chúng tôi được nhập từ những gia đình nuôi yến, cho nên chất lượng yến luôn luôn đảm bảo. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video chia sẻ của chúng tôi. Các bạn có nhu cầu sử dụng tổ yến thì hãy liên hệ với chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.